Khi đủ tuổi nghỉ hưu và có ít nhất 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, nếu có nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội thì ngoài lương hưu, người lao động còn có cơ hội được nhận thêm khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Thông tin chi tiết về điều kiện hưởng và cách tính khoản tiền này sẽ được Luật Việt Nam đề cập trong video sau đây. Đầu tiên, cùng xem những ai sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã chỉ rõ, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu có được hưởng trợ cấp một lần. Trong đó, tỷ lệ lương hưu của lao động nam và lao động nữ đang được xác định theo số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 20 năm được tính hưởng 45%, sau đó cứ đóng thêm mỗi năm là được tính thêm 2%. Theo đó, để hưởng tỷ lệ tối đa là 75%, lao động nam phải đóng bảo hiểm ít nhất là 35 năm. Còn đối với lao động nữ, cứ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm thì được tính hưởng tỷ lệ 45%, sau đó đóng thêm mỗi năm được hưởng thêm 2%. Theo đó, để được tính hưởng lương hưu là 75%, lao động nữ phải đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 30 năm. Như vậy, nếu muốn hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội trên 35 năm, trong khi đó, lao động nữ chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm. Vậy khi đã đóng bảo hiểm vượt quá số năm kể trên, người lao động sẽ được nhận thêm bao nhiêu tiền? Theo quy định hiện hành, mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính như sau. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 75% thì được hưởng 0,5 mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Để bạn có thể hình dung đơn giản hơn về cách tính, Luật Việt Nam sẽ đưa ra công thức sau. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu với người lao động nữ bằng tổng số năm đóng bảo hiểm xã hội trừ 30 năm. Nhân 0,5 nhân mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ví dụ, bà X tham gia bảo hiểm xã hội với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là 5 triệu đồng một tháng. Đến hết tháng 8 năm 2022, bà X đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm này, bà X có 34 năm 10 tháng đóng bảo hiểm xã hội, được làm tròn thành 35 năm. Lúc này, ngoài lương hưu hàng tháng, bà X còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Mức trợ cấp được tính bằng 35 năm trừ 30 năm nhân 0,5 nhân 5 triệu đồng bằng 12,5 triệu đồng. Trong khi đó, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu với lao động nam sẽ được tính bằng tổng số năm đóng bảo hiểm xã hội trừ 35 năm nhân 0,5 nhân mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ví dụ, ông A nghỉ hưu vào tháng 6 năm 2022 với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 7 triệu đồng một tháng. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, ông A có 40 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội, được làm tròn thành 40,5 năm. Khi nghỉ hưu, ngoài việc được hưởng lương hưu hàng tháng với tỷ lệ tối đa 75%, ông A còn được nhận thêm trợ cấp một lần với mức hưởng 40,5 năm trừ 35 năm nhân 0,5 nhân 7 triệu đồng bằng 19 triệu 250 nghìn đồng. Làm thế nào để nhận được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu? Số tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động tính và thanh toán cho người lao động khi người này làm thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng. Chính vì vậy, người lao động chỉ cần thực hiện đúng hồ sơ, thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng là sẽ được nhận cả lương hưu và trợ cấp một lần. Tiền trợ cấp một lần sẽ được chi trả cho người lao động cùng với kỳ trả lương. Do đó, khi lấy lương hưu tháng đầu tiên, người lao động sẽ được nhận luôn khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Trên đây là toàn bộ nội dung video với những thông tin về tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu dành cho những ai có nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu thấy nội dung video hữu ích với bạn, đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo bạn nhé!